chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món mà mình chưa bao giờ làm và mình cũng chưa giờ mình nghĩ là mình sẽ làm, bởi vì món này rất mất thời gian. Đó là món mì tươi. Nguyên liệu của món mì tươi thì sẽ có bột mì 300g, nước 100-120ml và muối 1/2 thìa cà phê. Và dụng cụ thì rất đơn giản, chỉ cần một cái ấu thật là to để trộn bột, một cái cán để cán bột. Dụng cụ thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà món này thì lại cực kỳ mất thời gian, bởi vì mình sẽ phải cán đi cán lại khoảng 3-4 lần, và sẽ phải mỗi lần cán xong sẽ phải ủ bột thêm 30 phút. Tổng cộng thời gian để vừa làm vừa chờ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà sẽ cần phải rất nhiều nghị lực và thời gian để có thể làm món này, và sẽ không có lúc nào thích hợp hơn là giai đoạn đang bị phong tỏa như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bột to tay thì cuối cùng chúng ta cũng có một cục bột đã rất là vừa phải rồi, không quá nhão cũng không quá khô. Và bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ 30 phút. Sau khi bột đã nghỉ được 30 phút thì chúng ta lấy bột ra và chuẩn bị cán. Các bạn có thể thấy là bột nghỉ 30 phút thì cũng đã có vẻ mịn hơn, bởi vì nó tự sản sinh ra gluten. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột ra đây. Khi mà cán bột đến lần thứ 10 thì bột cũng đã khá là mịn rồi, thì bây giờ mình lại để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa. Sau lần ủ thứ 3 và lần lăn bột thứ 3, rất kinh khủng các bạn ạ, mình khuyên là không ai nên làm cái món này cả. Thì bây giờ mình sẽ, bột đã được đã khá là dai rồi, thì bây giờ mình sẽ làm công đoạn là cắt trộn mì. Cắt được một đoạn thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ làm việc là kéo cái sợi mì này nó dài ra. Như vậy là hết, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng để nhào bột và thái bột, thì bây giờ mình đã có sản phẩm cuối cùng, chính là sợi mì tươi. Bây giờ thì mình sẽ chế biến sợi mì tươi này bằng cách là luộc lên. Chúng ta luộc đến khi sợi mì đã bắt đầu nổi lên như thế này.
thì mình sẽ kiểm tra xem là mình ăn thử xem là đã chín chưa. Nếu mà ở trong lõi mà không còn bột sống nữa thì có nghĩa là đã chín. Sau khi mì đã chín thì bây giờ mình sẽ bỏ mì ra và sẽ rộn nước lạnh lên. Sau khi đã luộc mì xong thì bây giờ mình sẽ nấu mì udon cùng với thịt bò và rau cải và nấm. Đây là những nguyên liệu cơ bản của mì udon mà mình vẫn thường ăn. Có thể là vị gốc của thầy sẽ hơi khác một chút với nước dùng, nhưng mà mình thì mình dùng nước hầm xương cô đặc sẽ rất là nhanh, bởi vì mình không phải mất thời gian để hầm xương. Nếu mà ai không có thì mọi người có thể hầm xương để làm nước dùng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu mì. Bây giờ là lúc mình sẽ nấu nước dùng. Mình sẽ cho hết nước cốt xương hầm vào. Sau đó nêm nếm, nếu mà thấy nhạt thì mình có thể cho thêm nước cho thêm muối vào đây. Nước cốt xương hầm này thì mình đã mặn rồi. Sau đó mình thả nấm vào để đun trước, vì nấm sẽ cần 7 phút để chín.